tạo đi farm, không đi đường lẻ, thắng và bại luôn có bạn bè, hợp ý nhau kéo thành một phe, rốt ruộng ra anh em bao chạm nát, tặng cờ dân đầu phun máu mà ai cũng đang cùn nhậu. Mỗi thằng một em nga mì nước sâu bút máu sau câu bót này, anh em tao cũng gương mẫu bàn hội so với nhau để thích nghi. Hỏi mày một câu á là mày thích gì, anh em bọn tao chung một thành trì, khu màu làm ly gặp tao là giết, không nên nhiều để làm gì. Một bang là homie không phân biệt mày nhà quê hay là đô thị, sống với nhau thì mày luôn phải biết khiêm nhường, muốn được lên cấp độ thì mày phải biết kiên cường. Huynh đệ chiến trường ta luôn kề vai, sống chân chất là để cho ngày mai, nhường nhịn nhau dù ta có đúng hay sai thì mới chính là cách của cái đấng anh tài. Mày không phải dài dòng, sống với nhau ta cảm thấy hài lòng, nếu là sống thì đừng cố mà gồng, để cho huynh đệ chống ta cùng nhau chạy lòng. Let's do this. Cha mặt muốn ăn mấy từ ngon, vai tao quy tụ vai trường môn, trên bọn tao cao không do level, anh em bảo tao cơ cả zero. Trong game khác thì tao không biết, chứ tại nhớ kiếm lão thì anh em tao giết. Trong game khác thì tao không biết, anh em ban hội bọn tao luôn cần thiết. Trong game khác thì tao không biết, chứ tại nhớ kiếm lão thì anh em tao giết. Trong game khác thì tao không biết, anh em ban hội bọn tao luôn cần thiết. Nhất kiếm tháng 1, anh em đoàn kết, cần hết server.